Good morning, mấy em. Hello, good morning. Dạ, mấy em có thể cho chị biết tên em? Dạ, em tên là Nam và năm nay em 28 tuổi. Còn em? Em là Sang. Xin gửi lời chào đến quý vị khán giả với lại chị và mấy anh ở đây ở Big Face. Thì em sinh hoạt từ đây lúc còn 9 tuổi và chắc cũng 20 năm cũng có rồi. Dạ. Lâu dữ vậy đó. Thì bây giờ em cho chị xin hỏi cái ngày hôm nay lễ Vu Lan thì tụi em cảm thấy như thế nào? Và cái ý nghĩa của ngày lễ Vu Lan đối với tụi em như thế nào? Thì em thấy là cái lễ Vu Lan có rất nhiều ý nghĩa. Đây là một cái ngày mà mình có thể share cái lòng báo hiếu của mình đến với cha mẹ. Và để nuôi dưỡng cái lòng hiếu thảo đó từ năm này tới năm khác. Cho nên cái ngày này rất là quan trọng. Và ba mẹ sẽ tới rồi các em sẽ đưa bông và trao những cái gift mà các em làm á. So nó sẽ rất là có nhiều ý nghĩa. Sẽ với cha mẹ and nhớ lại view khó khăn, ba mẹ khó khăn cho anh and like how they support us and how they sacrifice their time for us, even though they yell at us, they still love you and stuff like that, and they always will love you. So yeah, so that's the way I feel about Ngày Vu Lan, and there's many more, but talk. Nói chung là cái ngày Vu Lan là cái ngày để báo hiếu. Giống như em nói, thì trong thời gian qua cha mẹ mình cũng khó khăn nuôi dưỡng mình. Nhiều khi la rầy, nhưng mà la rầy đó là để cho mình nên người, chứ không phải là ghét hay là gì mình, phải không? Thì hôm nay tụi em tới để cầu nguyện cho cha mẹ được nhiều sức khỏe. Có vậy phải không? Dạ đúng như vậy. Hello em có thể cho chị biết là quý danh của em? Dạ thưa em, tên là Trần Ngọc Bảo. Em là Phật tử của chùa và Pháp Quan phải không ạ? Dạ em đi Phật tử đây lâu rồi chị. Dạ. Lâu là bao lâu? Dạ tụi em đi đây từ lúc còn nhỏ lần chị, hôm mới qua mình đi ở bên đây. Vu Lan á, đối với em rất là cảm động. Tại vì mình rất là hân hạnh còn có mẹ của mình. Còn có mấy người khác á, họ không có còn mẹ, cho nên họ cầm cái đó bông trắng. Nhưng mà rất là hân hạnh tại vì em còn mẹ của em, cho em được cài cái bông hồng màu đỏ với lại ba mẹ của em. Vậy chị cũng chúc mừng em, là đó là một hạnh phúc rất là to lớn khi mà mình còn được mẹ và ba. Good morning anh chị cho Vân biết quý danh của chị. Dạ, em tên Phương. Dạ, em tên Khánh. Anh chị là từ đâu đến vậy? Dạ. Cái ngày lễ Vu Lan anh chị cảm tưởng như thế nào khi mà mình tới đây? Lúc nào thì con cái cũng hướng về cha mẹ báo hiếu, và ngày rằm thì là ngày lễ báo hiếu cha mẹ, thì cũng muốn tới cầu xin Đức Phật phù hộ sức khỏe cho cha mẹ bình an. Mình rất là hạnh phúc là tới tuổi này mà vẫn còn ba mẹ. Thì Vân cũng đại diện cho việc Face TV là mến chúc anh chị nhiều hạnh phúc và có một ngày thật bình an. Cảm ơn chị. Kính bạn chư con đức, kính thưa quý bác trong cộng đồng Phật tử chùa Pháp Quan. Hôm nay chúng ta góp mặt về đại hùng bảo điện chùa Pháp Quan tham dự đại lễ Vu Lan. Vu Lan báo hiếu là ngày thiêng liêng nhất của người con Phật. Là Phật tử chúng ta đều hiểu lời Phật dạy mà thực hành hiếu đạo trong đời sống hàng ngày. Cha mẹ, hai đấng sinh thành có một vị trí quan trọng trong tâm thức của mỗi chúng ta. Thế nên phụng dưỡng cha mẹ với tất cả lòng biết ơn và tự trọng là như chúng ta đang cúng dường cho Phật một cách cao thượng nhất. Kính thưa quý Phật tử, dù thời gian có lấy đến sự thăng trầm của kiếp nhân sinh, thì tình mẫu tử vẫn cứ đong đầy trong tâm thức của chúng ta. Mẹ là vị quan tuyệt xảo của cuộc đời, là xuống đường yêu thương, là biết độ đình yên cho thuyền con nương nấu để yêu đời dân bảo. Chính thắng mang nặng đẻ đau, mẹ cho con đời thương và dòng sữa ngọt lành. Sự hy sinh khổ cực của mẹ đã nuôi con khôn lớn, con sâu dạy của mẹ làm sao báo đáp được mẹ ơi. Cha, tình yêu thương của cha cũng đong đầy như thế. Ân sủng thiêng liêng ấy là tình cảm cho đi bao la bất tận mà ta không thể tìm nơi đâu ngoài cha mẹ của chúng ta. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ, mây trời lòng lòng không phủ kín con cha. Ai còn mẹ,
và có biết bao lần người đã vì con mà khóc, vì con mà hổ thẹn với đời. Hạnh phúc thay trên áo ai vẫn còn thắm tươi cành hoa hồng đỏ, và cũng xin nhắn nhủ với những ai được tài cành hoa hồng đỏ thì hãy xin trân quý những gì mình đang có, hãy trân trọng những ngày còn với ba mẹ, kể một mai người khúc núi có khóc than cũng không còn kịp nữa. Thưa bác cho con biết quý danh của bác ạ. Bác là tên Đoan Thị Quỳnh. Dạ. Thưa bác, năm nay mấy mươi tuổi bác? 94 tuổi. Dạ. Chưa tới 95, tới tháng 3. Dạ. Thì con thấy là bác rất là khỏe, con rất là mừng cho bác. Thì bác có thể cho khán giả biết là cái cảm tưởng của bác ngày hôm nay, cái ngày lễ Vu Lan thì như thế nào? Bác thích, bác vui lắm, bác đi không muốn nổi mà cũng phải ráng đi tới chùa. Bác vui lắm, bác đi tới chùa này là bác vui lắm. Đi bác, mình đi tới chùa là mình đi được phải không bác? Mình đi chỗ khác không được, tới chùa là mình đi được phải không? Đi chùa là đi được. Dạ, má chị Phật tử chùa này lâu rồi. Vậy chị cho em biết cái cảm tưởng của chị như thế nào cái ngày lễ Vu Lan? Chị happy cũng như là ngài là cũng như là ngài con trả hiếu cho cha mẹ. Trước hết là kính chào đài Việt Pháp TV. Mình là người Việt mà qua hải ngoại sống rồi thì mình cũng nhớ cội nguồn. Rồi cái ngày lễ Vu Lan là để kỷ niệm nhớ lại cái bậc sinh thành mình, sinh ra mình rồi mình trưởng thành. Thì do đó một năm nó có một ngày. Thì mình cứ tất cả các chùa truyền rồi nhà thờ đều làm lễ để mình tưởng nhớ lại cái ngày công ơn của cha mẹ sinh ra cho mình. Em tên Học Thủy. Vậy là chị là lo về ẩm thực hay như thế nào? Cái này là gian hàng cho bạn, cho gia đình Phật tử, gây quỹ cho gia đình Phật tử. Vậy là chị tới đây chị phụ là mỗi cái ngày đại lễ như vậy hay là cứ mỗi tuần? Dạ, em có ba đứa con đi trong chùa này nên mỗi tuần em đi đây. Rồi mỗi lần lễ lớn thì em phụ vì bạn cho gây quỹ cho gia đình Phật tử. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan, em chúc những ai còn mẹ và những ai mất mẹ. Em cảm ơn chị rất nhiều. Cô cảm thấy là rất là buồn khi mình không có còn có mẹ nữa. Dạ. Không sao, cô không có mẹ nhưng mà cô là mẹ. Ý nghĩa ngày hôm nay là một mùa báo hiếu để mình nhớ lại những người đã sanh ta và tạo ra mình và làm cái gì để mình cầu nguyện cho những người đã được đã quá cố được siêu thoát và cầu nguyện cho tất cả mọi người được an lành. Vu Lan là ngày chư Phật chư Bồ Tát hoan hỷ, cũng là ngày tán sau ba tháng chuyên tu huân tập những công đức để hồi hướng cho tất cả pháp giới. Em thấy chị có rất nhiều món ăn, chị có thể cho biết là những món ăn là những cái gì trong này? Dạ vâng, đây là chùa là có làm mắm thái chay rất là ngon, bì cuốn, cá xay, heo quay với lại bánh hỏi, nem chua, rồi bánh bột lọc, cá kho tộ, còi đu đủ, bánh răng, rồi xôi vị, rồi bánh dẻo, rồi chè, đủ thứ hết. Hàng năm là các chị tụ họp lại để làm, rất là vui vẻ và rất là nhiều khi công việc cũng là nặng nhọc, rồi nóng nảy trong chùa nữa thành ra. Nhưng mà mấy chị mỗi lần lễ như vậy hay là có những chùa có tổ chức cái gì mà để gây quỹ thì các chị đều xưng phong tới và để làm, để giúp chùa. Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm. Mẹ là
dòng suối dịu hiền. Mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mắt sáng trăng sao, là ánh đuốc trong đêm khi lạc lối. Là lọn mía ngọt ngào. Vào ngày lễ Vu Lan thường có nghi thức bông hồng cài áo. Bông màu hồng là cho những ai còn có mẹ, và bông trắng cho những ai mất mẹ, nhắc nhở về lòng hiếu thảo và tình người. Theo tín ngưỡng nhân gian, lễ Vu Lan là ngày mở cửa ngục, ăn xá cho những vong nhân không có thân nhân trên dương thế, và là ngày mỗi tù nhân của địa ngục có cơ hội được xá tội, được thoát sanh về cảnh giới an lành. Vu Lan cũng là ngày để chúng ta báo hiếu cho cha mẹ. Nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu, rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có. Quý thính giả vừa theo dõi một vài hình ảnh của đại lễ Vu Lan tại chùa Pháp Quang ở Grand Prairie, Texas. Hồng Vân và Đình Nam Việt Face TV kính chúc quý khán giả một cuối tuần an vui và hạnh phúc. Thân ái, chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong phóng sự kế tiếp. Quý đồng hương muốn xem lại chương trình này, xin vào youtube.com/VFTV Dallas 553. Xin bấm vào subscribe để được cập nhật thông tin mới nhất của Vietface TV.